Mà có ông anh trai thì ông nghịch lắm. Cứ hễ biết hai đứa này mà có muốn cái gì tò te tút tích là ngồi dậy, mỗi đứa thuốc hút chỗ rình hay gì đó, đó phải không em? Rồi dạ. Bắt đầu chị con dâu này mới nói: mẹ kỳ đi anh hai, kỳ quá, con có làm gì đâu. Thì anh hai ngủ thì cứ ngủ đi. Dạ. Tới khi nằm xuống một chút xíu thì hai anh này cứ nghĩ rằng là chắc êm rồi nha. Dạ. Rồi anh con trai kia thì đàn ông mà. Dạ. Muốn hung hung người yêu một xí. Thì anh trai bực cái đèn lên, anh quên lấy đồ. Thế là hai người này buồn rồi nghe. Cái kiểu này chắc không được rồi đây. Đó, chắc ra riềng quá em. À. Mà một đêm ngủ như vậy là anh trai là làm 3-4 lần như vậy. Rồi khi vô buồn ngủ quá rồi ngủ thẳng cẳng tới sáng. Hỏi con có hung được người yêu con được cái nào? Hung gì được với ông anh hai mẹ. Có một lần là về sống thử mấy tháng. Dạ. Rồi bắt đầu cái tuần đó là nhớ mẹ mình, xin về nhà. Thì sống thử thì ngủ chung thì nó có làm gì được đâu. Nhưng mà khi mà về nhà rồi á thì anh con trai á thì mới ngủ chùm cái mền lại, nhắn tin tóc 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 vậy nè: khuya rồi nghe con, ngủ nghe. Dạ, thôi con đi toilet rồi con vô con ngủ. Tới khi mà bà chị gái á, bà chị chồng á, bà máy lắm, lên lấy điện thoại coi nó nhắn cái gì mẹ nghe. Mắt nhắm mắt mở, đèn mờ mờ nó mà sợ nó vô đọc cho lẹ. Ô mẹ ơi, em nó nhắn cái gì mà anh ơi, nước gì của em mà nó cứ chạy hoài. Chết cha rồi, hai đứa này chắc nó có cái gì rồi mẹ ơi. Đọc lại nghe coi: cái gì của em á ở trong mà nước nó chạy hoài. Vô cái tai. Con với heo làm gì rồi? Mẹ nghĩ sao mẹ nói cái gì? Gì con không hiểu. Tin nhắn này rờ rờ nè con. Ơi mẹ ơi, nó nói là nó nhớ con, nước mắt nó chạy hoài. Mẹ đọc sao vậy? À. Cái ấn tượng lần đầu tiên mà khi cô gặp cô con dâu như thế nào cô? Gặp con dâu của cô thật sự phải nói thật là ấn tượng. Lần đầu tiên là cô có hai đứa con sinh đôi. Nhưng mà khi về đây, về nhắc nhà chơi là hai cô con gái. Nhưng mà cô không nghĩ cô dâu này, cô heo này là con dâu của cô. Cô nghĩ là cái cô kia, bé heo. À, tại vì bé là bé ở nhà kêu tên Nhi, nhưng mà bé tên là Phạm Mỹ Duyên. Nhưng mà tụi nó là cứ kêu heo thôi. Thế là thế là cô cứ kêu heo. Vậy chắc là tuổi heo hả cô hay sao? Tuổi cọp. Vậy ta kêu cọp chứ sao kêu heo? Không, tại vì mình cũng cọp. Đó, rồi nó cũng cọp. Nó hai mẹ con là đều cọp hết. Anh hơi bự chút ha. Đầu cũng đều nói: mẹ ơi đừng kêu con là heo, kêu Nhi đi. Mẹ nói: ừ thôi nè mẹ Nhi. Nhưng mà một ngày kêu chỉ được Nhi một lần, còn bao nhiêu là kêu heo. Cô mới nói rằng là heo cũng dễ thương mà con. Cái heo dễ thương mà. Dễ thương. Rồi mỗi mà lần kêu ăn cơm thì sao cô? Ăn cơm á thì mình không biết ăn đũa, không biết cầm đũa. Tự chứ ăn, ăn bóc hả? Ăn muỗng thôi. Ăn gì? Ăn bằng cái muỗng. À, ăn mũi hả? Ăn muỗng. Cái muỗng. À muỗng, trời ơi. Tưởng bé heo mà ăn bằng muỗi nữa. Dễ thương quá hả? Thấy là ấn tượng là cái chỗ đó. Rồi khi mà về hỏi á, dạ, thì mới nói rằng là heo này nè mới là người yêu của con. À, à lúc đầu cũng tưởng là cái cô con gái kia. Rồi sau này là bắt đầu hỏi thôi cứ thả lỏng đi. Thế là cô ấy cũng thả lỏng. Ủa vậy lúc đầu gồng lắm hả em? Không phải, mặt mẹ em nghiêm á. À, nên lúc đó hơi sợ. Dạ. Nhưng mà mẹ cứ bắt chuyện, nói chuyện hoài à. Hả? Dạ. Nhưng mà con lấy chồng sớm quá vậy con? Tại thương người lấy. Rồi giờ mình lấy chồng vậy mình về mình làm dâu được không? Con nhắm về làm dâu được không? Về ăn với ngủ không? Ăn với ngủ không? Chắc mẹ cũng đâu có kêu gọi vậy đâu phải không em? Có, để có kêu mà 12 giờ, 1 giờ mới kêu. Trời ơi. Làm công chuyện nhà xong nấu cơm xong mới kêu. Những ngày đầu làm dâu thì sao cô? Nói là con dâu cô thì cô biết là nó là con một. Cho nên là rất cưng chiều, không có biết nấu ăn, không biết gọt, cầm con dao gọt cũng không biết. Dạ. Nhưng mà đặc biệt cái là ăn là không nêm hành nha. Không ăn rau, không ăn cái gì hết. Chỉ là thịt, còn cá nhiều khi cũng không ăn. Khó ăn vậy. Thật sự mà nói con dâu này rất là khó ăn. Nó khó ăn vậy không? Nhưng mà về rồi cô cũng vẫn tập. Không sao con. May là nó khó ăn đó nha. Sao sao mẹ đẻ là không bao giờ mà nói là tập được. Phải tập từ từ. Thế là trong nhà cô với là chị gái và chị chồng đó là tập từ từ cầm đũa. Mà cũng lười, chứ nếu mà thẳng thắn mà tập thì trong vòng tháng 2 tháng là phải cầm đũa được. Dạ. Nhưng mà kéo dài tới một năm mấy mới cầm được đôi đũa để ăn. Trời đất ơi, mẹ quá cưng luôn á. Rồi không biết là về làm dâu rồi mình có quét dọn nhà hay giặt giũ hay này kia không? Hay nấu cơm cho mẹ ăn chưa? Dạ chưa. Trời ơi, hồi trước khi mà cưới con có qua con nhà con chơi với mẹ không? Dạ có. Có hả? Rồi có qua làm gì, có phụ gì không? Dạ không. Chứ qua làm gì? Qua coi TV. Ăn ngủ ở đó luôn. Rồi khi mà về nhà thì nói chung ra là bước về nhà thì cô cũng có nói. Cô nói thì nhà mẹ thì phòng hơi chặt.
Dạ. Thì thôi kệ, nhà mấy anh em thì cứ nằm chung mà ngủ. Không sao đó mẹ, miệng mẹ cho con ở lại là được rồi. Đó. Ừ, nếu mà con không chê là mẹ sẵn sàng mẹ cho. Ừ. Nhà cô mấy người mà chật cô? Nhà cô 5 đứa con lần đó. 5 đứa con? Là trai gái gì ngủ chung luôn hả cô? Cô chỉ có một đứa con gái thôi, nhưng mà anh em tụi nó là đoàn kết, là như là anh em cứ nằm chung vậy đó. Là từ đến do thoải mái. Mà đến bây giờ là ngủ riêng không? Không, ngủ riêng. À. Nhưng mà có cái là lúc mà heo mà mới về á. À, qua chơi hả? Qua chơi rồi dạ. Xin nợ lại vài tháng rồi trước khi cưới đó. À. Đó thì mình cũng lịch sự, mình cũng che cho cái buồn. À. Đó. Sợ ngày thôi, nhưng mà thật sự nói mà đi trước thì không có. Dạ. Đó. Mà có ông anh trai thì ông nghịch lắm. Cứ hễ biết hai đứa này mà có muốn cái gì tỏ tay túc tích là ngồi dậy, mỗi đứa thuốc hút chỗ rình hay gì đó, đó phải không em? Rồi dạ. Bắt đầu chị con dâu này mới nói: mẹ kỳ đi, anh hai kỳ quá, con có làm gì đâu. Thì anh hai ngủ thì cứ ngủ đi. Dạ. Tới khi nằm xuống một chút xíu thì hai anh này cứ nghĩ rằng là chắc êm rồi nha. Dạ. Rồi anh con trai kia thì đàn ông mà. Dạ. Muốn hung hung người yêu một xí. Thì anh trai bực cái đèn lên, anh quên lấy đồ. Thế là hai người này buồn rồi nghe. Cái kiểu này chắc không được rồi đây. Đó, chắc ra riềng quá em. À. Mà một đêm ngủ như vậy là anh trai là làm 3-4 lần như vậy. Rồi khi vô buồn ngủ quá rồi ngủ thẳng cẳng tới sáng. Hỏi con có hung được người yêu con được cái nào? Hung gì được với ông anh hai mẹ. Có một lần là về sống thử mấy tháng. Dạ. Rồi bắt đầu cái tuần đó là nhớ mẹ mình, xin về nhà. Thì sống thử thì ngủ chung thì nó có làm gì được đâu. Nhưng mà khi mà về nhà rồi á, thì anh con trai á thì mới ngủ chùm cái mền lại, nhắn tin tóc 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 vậy nè: khuya rồi nghe con, ngủ nghe. Dạ, thôi con đi toilet rồi con vô con ngủ. Tới khi mà bà chị gái á, bà chị chồng á, bà máy lắm, lên lấy điện thoại coi nó nhắn cái gì mẹ nghe. Mắt nhắm mắt mở, đèn mờ mờ nó mà sợ nó vô đọc cho lẹ. Ô mẹ ơi, em nó nhắn cái gì mà anh ơi, nước gì của em mà nó cứ chạy hoài. Chết cha rồi, hai đứa này chắc nó có cái gì rồi mẹ ơi. Đọc lại nghe coi: cái gì của em á, ở trong mà nước nó chạy hoài. Vô cái tai. Con với heo làm gì rồi? Mẹ nghĩ sao mẹ nói cái gì, gì con không hiểu. Tin nhắn này rờ rờ nè con. Ôi mẹ ơi, nó nói là nó nhớ con, nước mắt nó chạy hoài. Mẹ đọc sao vậy? À. Ủa nhưng mà là em nó nhắn thiếu hay là cô đọc lộn? Bà em chị... nó nhắn thiếu. Sao em thiếu gì nghiệt ngã vậy cưng? Thiếu chữ nó nghiệt ngã quá. Có chữ nó khác mà không có chữ nó khác. Nhưng mà hai mẹ con về ở chung như vậy rồi mình hợp nhau điểm gì em? Ăn uống đi chơi rồi nói chuyện đủ thứ. Hợp nhau ăn uống sao người dày người vậy? À. Mẹ ăn chay trường. Rồi em ăn gì? Em ăn mặn. Rồi hợp nhau chỗ nào? Hợp nhau cái ăn á, cùng ăn thôi. Nói chung là ăn uống là mẹ nấu hay là con nấu? Mẹ nấu hết. Dạ mẹ nấu hết. Con mẹ ăn chay mà mẹ nấu cho con ăn mặn. Dạ. Mẹ không có nêm đồ mặn. Không có nêm. Dạ. Thì con có suy nghĩ lúc nào đó con làm món chay nào đó con cho mẹ ăn không? Có 3 năm mấy giờ làm dâu có nấu cháo. Nấu nồi cháo thành 4 nồi. Ủa em nấu sao hay vậy? Đông 3 lon gạo. À, làm mỗi lon một nồi. Dạ không, một nồi nó một tràn nồi ra. Một nồi đó nó nấu cháo mà nó đông tới 3 lon. Một đó. Nồi nó tràn ra. Trời ơi, nấu cháo. Nó nấu cơm chứ cháo gì. Lúc đó cô nói sao cô? Lúc đó cô đi bên chùa về. Rồi hỏi bữa nay con có nấu gì cho mẹ ăn không? Dạ. Dạ có, con biết là mẹ thích ăn cháo trắng. Giờ mẹ thích ăn cháo trắng thiệt đó. Cái về dở ra. Cái gì vậy heo? Con nấu tới 3 lon lần đó mẹ. Đó trời ơi, cháo người ta chỉ nấu một nhúm thôi. Đúng rồi. Mà con chơi 3 lon rồi ăn sao hết. Thiệt đúng là thiệt cái tên heo à con à. Heo. Mẹ này mấy kỳ heo. Quá à. Ngoài cái chuyện ăn uống mà hợp nhau này, như con nói rồi, mẹ con chứ con còn hợp nhau điều gì nữa không? Thích đi chợ. Đi chợ, đi chợ chung nè, ăn uống chung nè, rồi làm gì chung nữa? Chụp hình chung. Chụp hình chung, rồi đi gì chung nữa? Ngủ chung. Ngủ chung. Ăn ngủ với mẹ, tắm chung với mẹ này kia hết luôn hả? Dạ, không có tắm chung, ngủ chung. Lâu lâu rình mẹ tắm. Hả? Ủa sao vậy? Cái gì? Dạ, mẹ tắm cái giặt cái cửa ra con thấy rồi. Cái nói mẹ cho chụp tắm nghe, cái mẹ ra mẹ chửi. Đúng là nít nha. Nhưng mà con cũng đâu có chịu thua đâu con. Nữa hả? Sao không chịu thua. Sao cô để đó. Dạ. Tới một ngày anh tắm. À, cô chụp lại. Không chụp. Vô mở ra coi luôn. Ô mẹ thấy hoàn toàn của heo rồi. Mẹ này kỳ quá. Chút xíu nữa. Rồi bắt đầu mẹ ơi. Cái gì? Muốn mẹ coi nữa phải không? Không, con quên áo quần rồi mẹ. Giờ mẹ lấy bộ nào? Mẹ lấy cái nào con mặc cái đó. Lần nào đi 80 lần thì phải quên 5 lần. Trời ơi. Con nít là vậy. Trời bây giờ có con cũng vậy luôn.
đi ra đường đi đâu cũng phải mẹ phải nhắc hết, không biết cái gì hết trơn á. Con lớn chưa em? Dạ con em được 21 tháng. Thế hả? Rồi ở nhà là em chăm hay là mẹ chăm? Dạ em chăm. Giỏi vậy, biết chăm con luôn hả? Dạ. Rồi đút con ăn rồi này kia là mình em làm hết? Mẹ chỉ xong rồi em tự làm. À, rồi không biết là vui quá rồi. Rồi hai mẹ con mình có điểm nào mà không hợp nhau không? Cũng có nhưng mà ít thôi. Ví dụ điểm gì không hợp nhau? Mỗi lần gây lộn với chồng là bắt đầu nhắn tin mắng vốn mẹ xấu xả luôn. Ủa mắng vốn mà xấu xả luôn hả? Ủa đáng lẽ mẹ phải mắng vốn con chứ. Sao con mắng vốn mẹ kìa? Mắng vốn sao? Nếu mẹ không phải dạy chồng con liền. Trời ơi nhắn cho cô vậy hả cô? Cô nửa đêm con ngủ á, cứ vào đầu mình nghe cái tót cái mình mở ra thì thấy mẹ ơi mẹ ngủ chưa? Chưa. Con gọ dậy mà sao mẹ ngủ? Rồi có chuyện gì không? Bắt đầu làm một hơi nghe, nhắn tin vô trong đó thật thật, đọc xối xả luôn, đọc mờ con mắt. Mà vừa đọc vừa cười, rồi xong thôi. Hết chưa con? Hết rồi phải không? Rồi, để nghe mẹ nói nè. Cuộc sống của tụi con là từ lựa chọn, thì tụi con phải chịu. Hơn nữa tụi con chỉ mới đi vô đầu móng tay út thôi. Nó còn gian nan vất vả rất là nhiều, cho nên con phải từ tập lấy và học hỏi. Nhìn, cái một chữ nhìn trước đi, ngủ một giấc ngày mai tới sáng là hết. Ôi vậy hả mẹ? Thôi vậy heo ngủ. Dễ quá ha. Đó là vô tư. Nó buồn xí trút dằn hết với mẹ vậy đó. Đó là ngủ. Nhưng mà nếu mà gặp người mẹ chồng khác á là sẽ buồn. Dạ, kêu hai rồi. Đứa con lại mình nói. Nhưng mà lúc nào trước khi mà cô mà nói với con dâu của cô cái gì là cô cứ nhìn lại bản thân mình. Chưa chắc mình đã được như con dâu của mình. Đối xử mình như là bây giờ hồi cư xử với mẹ chồng mình. Cô một đó. Mình cô nuôi 5 đứa con như vậy. Nhưng mà gặp những cô con dâu như thế mình phải toàn là chăm sóc này kia không à? Mình phải lo. Giờ phải lo hết. Có khi nào cô buồn vì điều đó không cô? Còn nếu mà nói không buồn thì không có. Phải có buồn chứ. Buồn là nhiều khi con cái nó không có hiểu được mình. Nó không có biết rằng mình âm thầm mình đang theo dõi nó, giúp đỡ cho nó hoặc là dìu dắt nó từng bước đi. Đây là con. Một bà mẹ chồng cũng rất là sâu sắc luôn đó. Nếu như mẹ chồng khác thì con không sống vậy được đâu. Bị chỉ trích nhiều lắm luôn á. Không? Mẹ chồng rất là am hiểu. Thậm chí là Linh thấy rằng hai mẹ chồng nàng dâu này giống như người bạn với nhau vậy. Giỡn suốt luôn mà cũng không giận ha. Nhưng mà có bao giờ em thấy mẹ nóng lên, mẹ giận dữ mẹ la chưa? Thế rồi hai chồng, mẹ bệnh cái hai chồng xuống nhau đi chơi rồi. Cái tưởng là mấy anh ở nhà, cái là mua đồ ăn cho mẹ mà không có ai nhớ. Cái đi chơi về mẹ tức quá mẹ đập cái ly. Trời ơi. Cái sợ quá. Cái mẹ la mẹ kêu tụi bay đi, tụi bay bỏ tao. Nói như là cô ít khi mà cô nói tới con cái. Yeah. Nhưng mà từ khi ông xã ông mất á, thì trong lúc đó cái tâm trạng mình vẫn còn buồn. Rồi lo nhiều, rồi con cái trên vai mình phải gánh nặng thêm của chồng mình nữa. Mình mệt, mình bệnh, mình cũng cần có người ở cho mẹ miếng nước hoặc là cái này kia hỏi han mình động viên để cho mình có cái nghị lực mình đứng dậy. Nhưng mà khi mà tụi nó vô tư còn quá trẻ đi, rồi nó đi chơi về đã dày rồi về còn ồn ào rồi còn ăn rồi rủ bạn bè về chơi nữa, không có nghĩ tới mẹ. Mà mình thì mình khuyên hoài, nói hoài thì giờ nhu không được, phải dùng cương. Dạ. Sẵn cái tay cầm cái ly, thế là cô đập cái ly. Cho nên là từ cái chỗ đó là mình giữ là giữ cái chỗ đó. Hôm nay con của cô á có gửi cho cô với lại vợ ấy một bức thư để xem con cô nói gì đây nha. Đối với em, mẹ và vợ hiện tại sống với nhau như chị em chứ không phải là mẹ chồng nàng dâu nữa. Em thấy vậy là rất ok rồi. Giờ mong gia đình mình ngày càng vui vẻ hơn, hiểu nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Với mẹ, trước tiên á, là con xin lỗi mẹ. Đã đôi lần con làm mẹ buồn, mẹ khóc. Sau á, là con cảm ơn mẹ đã bao dung và thấu hiểu cho tụi con. Con muốn nói rằng con yêu mẹ nhiều lắm. Với vợ, cảm ơn vợ đã xuất hiện trong cuộc sống của chồng nhé. Tuy có lúc giận hờn gia đình mình không vui, nhưng có như vậy vợ chồng mình mới hiểu nhau nhiều hơn. Vợ nhỉ? Vợ à, chưa bao giờ chồng nói câu này là chồng yêu vợ nhiều lắm. Chưa bao giờ nói luôn hả? Khi chồng con nói điều này, ngày hôm nay con cảm nhận thế nào? Con vui. Con nghĩ tại sao chồng con chưa bao giờ nói câu này không? Chắc tại lúc đó chồng con còn nhỏ quá. Có bao giờ con nói con yêu chồng chưa? Dạ rồi, nhiều. Nhiều lần luôn, mà chồng con chưa nói hả? Dạ. Mà con mong muốn rằng chồng con sẽ nói câu này hoài với vợ không? Dạ có. Có bao giờ con cô nói là con yêu mẹ chưa? Chưa bao giờ nó yêu mẹ. Các con của cô là nói chung ra nó bộc lộ cái tình cảm nhiều hơn. Còn cái lời nói mà về miệng nó không bao giờ nói. Dạ. Nó thay vào đó cái hành động. Đây là một lá thư tuy ngắn nhưng nó đầy cảm xúc ha.
một cái lời nói chỉ yêu vợ thôi mà vợ rơi nước mắt luôn. Hy vọng rằng những người đàn ông cũng cần lâu lâu nói tiếng yêu vợ, yêu mẹ một chút. Hôm nay cô cũng muốn nói gì với con dâu mình, muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Cô cũng mong muốn con dâu của cô là trước khi mình nói hay là làm cái gì thì phải suy nghĩ cho thật kỹ, rồi cố gắng là vun vén trong gia đình của mình, gia đình nhỏ của mình á, là mỗi ngày một tiến bộ hơn. Rồi cô cũng mong là con trai của cô phải quan tâm và thương vợ nhiều hơn nữa. Dạ, thương cô, chăm sóc cô nữa chứ bộ. Rồi bây giờ con đứng lên nè, con ôm mẹ đi. Đó, con nói gì với mẹ đi thôi không? Con cảm ơn mẹ đã thương con như con gái. Mẹ bao chia cho con từng chút. Con sẽ thay đổi, con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng thương con. Hãy ôm nhau hàng ngày thế này ha. Hãy chia sẻ nhiều như thế này. Và đôi khi cái sự chia sẻ đó, đôi khi có những giọt nước mắt thế, nhưng những thành viên gia đình ta hiểu nhau nhiều hơn. Rồi chúc gia đình mình hạnh phúc và thành công. Và một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Cứ như là cô cũng cảm ơn Quyền Linh và Lê Lộc. Và cũng cảm ơn tất cả khán giả ở đây ngồi đã xem. Và nhất là chương trình của Mẹ Chồng Nàng Dâu, để cho mẹ con của cô được hồi ngộ trên này. Và cũng để cho những người mẹ chồng nàng dâu mà chưa thấu hiểu á, cũng nên nhín thời gian để xem và để trải cái lòng ra thương con dâu và thương mẹ chồng nhiều hơn. Dạ, cảm ơn cô ạ. Gần sanh rồi mà hôm đó là bước vô nhà phòng tắm cái đi ra bị té chú Linh. Xong rồi cái tối đó bị đau bụng, cái mẹ với chồng mới đưa đến bệnh viện. Xong vô bệnh viện bác sĩ kêu là có dấu sinh rồi, bị rỉ nước ói cho nên là phải nằm lại. Nằm lại rồi lúc đó chừng người bác sĩ vô thuốc xong cái đẩy vô phòng chờ sanh. Mà lúc đó là do giấc chiều là con bị mệt rồi té như vậy á, không ăn uống được, người rất là mệt, rồi vô thuốc nữa. Cái xong em thở, con thở không nổi, cái mới nằm máy thở oxy. Cái lúc đó bác sĩ có cho người nhà vô thăm á, là có đem đồ ăn vô. Cái mẹ vô, mẹ thấy là nằm dây nhợ tùm lum luôn. Cái mẹ mới khóc, rồi mẹ đứng đó mẹ bóp tay bóp chân. Cái con nghĩ là giống như là mẹ, giống như mẹ ruột của mình vậy đó. Cái con nghĩ lúc đó con nói là dù sau này có giận mẹ gì đi nữa, con cũng phải nhớ là mẹ đã từng lo và chăm sóc cho con nhiều như vậy, con phải nhớ. Đầu tiên cô gặp con dâu tương lai của mình cũng có một số ấn tượng hả? À đúng rồi. Có thể kể cho chương trình nghe được không? À lần đầu tiên cô gặp con dâu cô là con trai cô về, nói mẹ ơi con quen bạn gái rồi, hay qua Tết con dắt về giới thiệu cho mẹ. Thì cô nói hôm qua Tết rồi ráng giêng rảnh con dắt về đi cho mẹ con mắt rồi đám cưới nha mẹ. Ơi lại cưới nên là nó đòi đám cưới luôn hả? À là trong năm nó đám cưới luôn. Ví dụ tháng giêng nó dắt về thì cô coi mắt xong rồi thấy tháng tư đám hỏi và tháng 11 đám cưới. Nó ngay gia đình con nó cũng lớn rồi, rồi cô cũng ham dâu nữa. Thầy thấy nó quen nó đàng hoàng hỏi cưới cho nó. Nhưng mà ấn tượng gì cô gái này không? Lần đầu tiên nó dắt về thì thấy bé cũng dễ thương. Thì cô đang nấu ăn thì nó vô nó cũng phụ này kia nhanh nhẹn, nói chuyện quạt bác, hai mẹ con rồi nói chuyện với nhau cũng quạt bác lại thôi, thấy cũng mến. Thì mới thượng lăn xăng nhào vô phụ nhau, nó phụ này kia. Nhưng mà cưới về chưa chắc nó phụ gì đâu. Nó ngay cưới về thì nó cũng phụ, nhưng tại vì nó mắc đi làm, thấy chưa, mới cưới về nó phụ hết hơn đúng không? Nó mắc đi làm, từ sáng nó đi làm tới tối nó mới về. Chỉ có ngày thứ bảy chủ nhật nó nghỉ thì nhà ví dụ mẹ nấu gì cũng nhào vô phụ mẹ vậy đó. Để ăn xong rồi dọn dẹp nó ngay nó cũng được chứ. Ăn xong cũng rửa chén rồi hả? Rửa chén rồi. Rửa chén của nó hả? Không, nó rửa chén cả gia đình. Nhưng mà có cái điểm nào ở cô dâu mà cô cảm thấy thích liền ngay lần đầu tiên gặp không? Không, cô cũng chưa có ấn tượng gì hết. Mà có cái hơi lùng cô mới nói vậy nè. Cô nói cô nói với trai cô nói con ơi bé này thật mẹ thấy được đó, nhưng mà có cái hơi lùng cô sợ nữa cháu nội cô nó lùng thôi. Không có lùng đâu. Dạ. Trời không, tại nhà chồng nhà chị cao không mà. À cao hả? Cha mẹ lùng đừng có sợ con lùng. Gen di truyền theo khảo sát của các chuyên gia y tế thế giới thì di truyền chỉ chiếm có 23% thôi, dinh dưỡng chiếm 32%, môi trường khí hậu và sự chăm sóc gia đình chiếm 10%, tổng cộng là 77% do các chế độ khác. 23% di truyền không sao cả. Có những cha mẹ rất lùn nhưng con rất cao. Thí dụ như Linh cao có 1m71, con Linh là mới 13 tuổi mà nó bằng Linh rồi đó. Đâu con thấy cao hơn luôn rồi đó. Đừng có sợ, những bà mẹ hay chọn dâu là thấy nó lùn quá sợ để con không cao, đừng sợ chuyện đó. Quan trọng là do mình chăm sóc môi trường và chất dinh dưỡng mới là quan trọng. Thì con thằng trai cũng nói vậy. Nó cũng nói với mẹ đừng lo, mẹ đừng lo sợ. Lo đâu, dạ. Đâu có lùn đâu. Trời xinh gái à. Xinh gái quá, xinh luôn, xinh hơn Lộc. Ý ơi, xinh lớn nghe nữa Lộc.
Nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, dạ, chị có ấn tượng điều gì không? Mẹ trẻ, đó là da mẹ rất là đẹp nữa, đã thấy ấn tượng nhất. Thấy mẹ hiền không? Mẹ hoạt bát lắm, mẹ vui vẻ, mẹ nói chuyện với mình là rất là vui, tạo cho mình cái không khí là mình đỡ hồi hộp á. Em gái thấy rằng mình hợp với mẹ chồng điều gì? Dạ, hợp là kiểu như là đi mua đồ á, hai mẹ con hay hỏi ý kiến nhau. Kiểu như là em con mua cái đó thì con hay hỏi mẹ là có đẹp không mẹ. Mẹ mua cái đó thì mẹ cũng hỏi lại là có đẹp hay không. Đi đâu thì cũng hay rủ mẹ. Có điều gì về con dâu mà không hợp với cô? Nó ngay hồi mới về thì hai mẹ con ăn uống không có hợp. Tại vì ngay mình lớn tuổi ăn hơi nhạt nhẽo xíu vậy đó. Dạ. Tối ngày thì chị nấu cơm cho nó ăn không à, làm đồ ăn sẵn không à. Ít khi nào để nó nấu lắm, nó nấu ăn nó vừa miệng. Rồi từ từ tập con từ từ. Ví dụ mẹ ăn vậy vậy đó, con nấu theo cái cách của mẹ cho ba mẹ ăn. Tập con từ từ rồi từ từ nó cũng hợp. Nó nói với nhỏ, nó với nhỏ lớn cũng đi ăn đi học không chứ có làm gì đâu. Rồi về nhà mình nó ra mình phải tập từ dạy từ từ cho con. Chuyện gia đình nó có chu tất không? Cũng được, nó ngay nó đi làm suốt rồi về. Chủ yếu là nó lo cho chồng cho con, nó là mình mừng rồi mình. Có tổ chức sinh nhật gì cho mẹ không? Sinh nhật thì nó không có tổ chức nhưng mà nó mua quà nó tặng. Có quà là được rồi. Đúng rồi, lâu lâu ấy, ví dụ 8 tháng 3 hay là ngày phụ nữ này kia nọ là ngày sinh nhật của mẹ, nó mua đồ về nó tặng cho mẹ. Nó tặng cho mẹ con, không có tặng cho ba. Có bao giờ mẹ la con dâu không? Thì không, cái gì mà con nó làm vừa ý thì góp ý thẳng cho nó, chứ không có la. Ví dụ nhà con làm nó không được, mẹ không thích. Ví dụ cách mà dạy con cái thì cũng có đứa cháu nội, thì bà nội mà có đứa cháu nội đầu tiên cưng lắm, thì con bé này nó hay đánh hay la thì hay nói nó con dạy từ từ, con làm vậy mẹ sốt ruột, mẹ không có thích. Hai mẹ con gì góp ý quay lại hả? Góp ý có buồn không? Dạ lúc đầu thì cũng hơi buồn, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì mẹ la cũng đúng. Cũng đúng. Dạ. Có bao giờ mình ức quá mẹ la hoài muốn dọn đồ về nhà mình không? Dạ nói ta không có, chưa lên. Chưa có lần nào đúng không? Dạ. Nhưng mà những lần mà mẹ la như vậy là chắc chắn là hai mẹ con mình có những điều chưa hợp nhau đúng không? Dạ. Ừ. Thường là không hợp nhau ở điểm gì chị ha? Dạ thường không hợp nhau là do con em nó quậy. Nhiều khi em tức giận lên em quýnh em la. Rồi cái mẹ thấy mẹ xót mẹ la. Nói chung là mọi nguyên do là do bé không à. Chứ em với mẹ thì không có gì hết. Có những kỷ niệm nào đáng nhớ với mẹ chồng không? Dạ có. Kỷ niệm đáng nhớ nhất á, mà em thấy thương mẹ nhất á, là lúc mà có bầu bé á, cái lúc mà gần sanh rồi, mà hôm đó là bước vô nhà phòng tắm cái đi ra bị té á, chú Linh. Xong rồi cái tối đó bị đau bụng, cái mẹ với chồng mới đưa đến bệnh viện. Xong vô bệnh viện bác sĩ kêu là có dấu sinh rồi, bị rỉ nước ói cho nên là phải nằm lại. Rồi lúc đó chừng người bác sĩ vô thuốc xong cái đẩy vô phòng chờ sanh, mà lúc đó là do giấc chiều là con bị mệt rồi té như vậy á, không ăn uống được, người rất là mệt, rồi vô thuốc nữa, cái xong em thở, con thở không nổi, cái mới nằm máy thở oxy. Cái lúc đó bác sĩ có cho người nhà vô thăm á, là có đem đồ ăn vô, cái mẹ vô mẹ thấy là nằm dây nhợ tùm lum luôn. Cái mẹ mới khóc, rồi mẹ đứng đó mẹ bóp tay bóp chân. Cái con nghĩ là giống như là mẹ giống như mẹ ruột của mình vậy đó. Cái con nghĩ lúc đó con nói là dù sau này có giận mẹ gì đi nữa, con cũng phải nhớ là mẹ đã từng lo và chăm sóc cho con nhiều như vậy. Nên con phải nhớ. Có bao giờ con chăm sóc mẹ giống như mẹ đã từng chăm sóc con không? Dạ nói thật thì chắc là chưa. Có thể là ví dụ lúc mẹ bệnh thì mình chỉ hỏi thăm mẹ hay là mua thuốc cho mẹ uống thôi. Một lúc nào đó nếu có điều kiện hãy chăm sóc mẹ chính giống như là mẹ đã từng chăm sóc mình. Dạ. Để thấy rõ cái tình cảm gắn chặt giữa mẹ chồng nàng dâu nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà từ ngày làm dâu đến giờ thì có điều gì ở chị mà khiến cô chưa hài lòng không? Cái tánh đó chị thì nó nóng, đi làm gì mệt thì con bé đeo la thì hay đánh hay la vậy. Cô không chịu vô đó, cái gì dạy con im nhà im cửa, con thích mà la sùm vậy á. Dạy nói từ từ cũng đích mà nói từ từ nó. Nhưng mà con dâu đánh con trước mặt mình hay là đánh sau lưng mình? Thí dụ như cô lên lầu thì nó đánh ở dưới, còn mà cô ở dưới thì nó đánh trên lầu vậy đó. Ủa vậy sao cô biết? Nó lạc, nó kêu nổi, nó kêu con bé nó lớn rồi, nó 3 tuổi rồi, nó lanh lắm. Nổi cứu con, nổi. Rồi lúc đó bà nội sao? Chạy lên chạy ra chạy ra cứu liền.
nói cứu con sốt ruột lắm mà nổi giống như siêu nhân vậy hả? Chưa nổi nổi cái đó xuất hiện liền cái mẹ mới nói mẹ mẹ làm gì sao con dạy nó được, để mẹ mẹ dạy cho nó không có hư đâu, sợ để mẹ dạy cho con đừng dạy, để mẹ dạy cho. Đôi khi là ông bà cũng hay xen vô mấy cái chuyện dạy con cái nữa, là giữa mẹ chồng nàng dâu hay xích mích nhất là cái chuyện đó. Đúng rồi, mình dung hòa. Đúng là lúc mà mẹ giận á, mà mẹ đánh con mà bà nhào vô, nhiều khi mẹ giận mẹ la bà luôn á, chuyện nó có thiệt chứ bộ. Dạ thì thấy nó không được vui, nó không dám nói nhưng nó không được vui. Lúc nhiều giận khi... lắm đúng không? Dạ giận lắm. Tại con bé nhà con á, chú Linh nói trời ơi, nó con gái mà nó y như một thằng con trai, nó rất là hiếu động, nó quậy lắm luôn á. Mà có con cái là nó nói nhiều nữa, với lại hả cái gì nó cũng mét mà nổi hết trơn á, con làm cái gì nó về nó cũng mét nổi nó. Ấy về nó nói với bà nội là bà nội hồi nãy con Trang nó quýnh con vậy nó chảy máu luôn mà. Nó kể mà nó kể cho bà nội nó nghe luôn, nó đi nó té đâu á, nó đỡ thừa con. Nó về nó kêu bằng Trang không hả? Tại nó kêu con Trang luôn. Trời ơi. Tại ở nhà chị kêu bằng Trang ấy, nó kêu á. Nghe ông nội bà nội hay kêu như vậy á, cái nó kêu vậy. Cái gì nó cũng mét bà nội luôn. Nhiệt mét. Ngủ chung đừng để ngủ chung hai vợ chồng nha. Mét á. La con vậy có la chồng không? Không. Hai đứa lúc nào la nhau không? Tự nhiên cái gì cũng lớn tiếng này cô Bình Giật. Nó ngay cô Bình Giật nó. Dạ con trai. Nhưng mẹ trong nhà mẹ chỉ có chiều cháu, có chiều ai nữa không? Chiều cháu với chiều cô Út đó. Còn cô Út nữa hả? Dạ còn. Còn bé Út đang học lớp 12 á chú. Mẹ có chiều cô Út không? Dạ có. Chiều lắm. Có khi nào mà em nói Út xong rồi mẹ đứng ra bênh không? Thì nhiều khi thấy vậy cái cũng hơi bực bực, cái cũng nói với bé Út xong rồi nói với mẹ. Mẹ cũng nói à mẹ biết rồi. Nhưng mà cũng vậy thôi. Nhưng mà chị có những cái điều gì mà mình khó nói với mẹ không? Em cảm thấy là giống như bé Út là nó học lớp 12 rồi, nó cũng đủ lớn rồi, nó có thể tự lo cho bản thân nó được rồi. Dạ. Nó là giống như là mẹ hãy dành nhiều thời gian chăm sóc cho mình hơn. Tại vì em thấy là mẹ chăm sóc rất là kỹ. Mà nói thiệt là cũng xót, tại vì học rất là nhiều. Thấy học ngày học đêm, học riết mặt khờ luôn á. Nói người mẹ nào cũng vậy á. Đúng rồi. Người mẹ nào cũng vậy. Vừa thương con, vừa thương cháu. Đúng rồi, người mẹ nào trên thế gian nghĩ người mẹ nào cũng vậy á, chứ không phải riêng một mình cô. Dạ. Không? Dạ. Qua câu chuyện ngày hôm nay thì cô có muốn cô con dâu thay đổi điều gì không? Cô mới muốn nó làm dạy con á, dạy từ từ. Mà nội thì xót cháu. Con nó nghĩ bỏ bớt cái tánh mà la con thì kia nọ, bớt cái tánh nóng lại đi. Dạy từ từ cho con. Con sẽ cố gắng. Ngày hôm nay thì chị có mong muốn mẹ điều gì không? Bây giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi, mẹ hãy lo cho bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc bản thân, yêu thương bản thân của mình nhiều hơn. Em chỉ mong muốn như vậy thôi. À, cảm ơn mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay. Ủa, có thư, có thư, trình. Có thư à, chương trình mong muốn là hai người luôn luôn ôm chặt với nhau, ôm chặt nhau. Sau ngày nào, một hai ngày đó mình tìm cách mình ôm mẹ chồng mình vô. Mỗi ngày trôi qua rất là nhanh với rất nhiều bộn bề công việc. Lúc giận con, lúc giận chồng, lúc công việc gì đó. Nhưng mà nhớ mẹ chồng nàng dâu tranh thủ ôm nhau. Dạ. Để có thể kết thân nhiều hơn nữa ha. Dạ. Chúc mẹ chồng nàng dâu thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ, cảm ơn chú.